Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì sáng giờ mình cũng bận ngoài sông tiện bạn. Chạy về tới cái đầu hạ nè, mưa quá trời mưa luôn. Lũ vô tiệm sửa xe của đại ca Khang mình ngồi đục mưa. Để xíu nó về quay clip nó ăn bạn ơi. Sáng thu nghe nói nó đi chợ đó cũng mua gì đó về định nấu một bữa cơm gia đình. Mà về chạy về tới đây quá trời mưa luôn, cái mưa. Tính ra lúc mà đầu mưa tới giờ cũng 3-4 cân mưa bạn. Mùa ngoài sông Tiền thì mưa nhiều hơn trong đây chút. Này sáng á, nghe mới rớt được vài hột rồi, xong rồi ngưng rồi xong bây giờ chưa gần trưa mưa quá trời mưa, cái đám mưa này nổi nước luôn. Ngồi uống cà phê nãy giờ mời cả nhà nha, còn ít cà phê à. Đó, nhí đại trai rồi. Nó dữ rồi. Trời mưa này ra qua chạy xe tới luôn nhiều được mưa mà. Mẹ tôi đóng tiền luôn đó. Nhìn cảnh mưa này thấy nhớ quê không? Nhất là mấy bạn mà cô chú đi làm xa nước ngoài thứ gì chịu nói nhìn cảnh này là nhớ thời tuổi thơ đùng đùng à. Tắm mưa cả chuồng tắm mưa. Mấy quán cà phê nó cũng đông ghê không? Cái đào hạ này nè. Xung quanh hai bên đường quán cà phê nhiều lắm. Xe để ngổn ngang vậy. Mới ơi đây mua xíu ngập dưới ông Khang. Cái thằng Thiên đụng mà cái này mà nó quất hồ nữa chắc nghe ngập linh láng nữa. Cá lội lên đây luôn, cá rô à. Mới xíu rồi bánh xe muốn có lúc luôn kìa. Thôi cái gì hẹn cái nhà chút xíu nữa nha, chút xíu nữa coi về nhà coi ông Thu nó định bày binh bố trận làm món gì đi bạn ơi. Mình cũng chưa biết nó làm món gì, nó chỉ nói là sáng nay đi chợ vậy thôi chứ mà không biết làm món gì nữa. Kiểu nó đi chợ không có thấy gì nó mua nó gì á. Quá trời cái đám mưa này à. Đợi tạnh mưa mình tranh thủ mình chạy chóng. Bay kêu gì hả? Cái gì hả? Mưa là bởi vì ba mình với ông Thu mà lấy cái mũ tầm chùm tầm lum tùm la chứ sợ tạt con. Két nhìn thấy đẹp quá. Két này nó không có nói hôn. Con nhộng này nó nói bà cố nói nó kêu. Chúng này coi ông Thu với mẹ mình ba chuẩn bị tới đâu rồi đây. Làm món gì đây ông Út Thu? Gà ác nấu lẩu nấm. Đây con gã siêu to khổng lồ. Nó nói cho gã mà làm siêu to khổng lồ.
Cá đang ắt lai, dạng ắt lai rồi đó. Bởi nó hơi bự chứ gã kính gốc thì nó đâu có bự vậy. Nó ra nắm gì vậy, lùm lùm chưa? Nắm bầu ngư, nắm đùi gà. Cái này cần, trời mưa này nhúng lẩu ăn bá cháy bồ chét nè. Nắm kim châm, nắm linh chi trắng. Cái này là nắm tôm khô. Trời mưa nè, ăn mấy cái món nóng nóng này nhúng gà vô ăn kiểu dặn lẩu là thôi, khỏi chê. Mưa vậy á, mấy cô chú thấy chứ, mưa chứ mà hết mưa rồi nào nắng nóng dữ lắm. Thôi bức bà cố luôn á. Sáng mới gửi phần hả? À? Mưa này trâu phần hết, mưa lớn quá trời mà. Trời mưa thì được cái cây trái nó tốt tươi, nhưng cái nhiều khi vườn nào ứ quá cũng căng, nước nó bí á. Ồ cái nhỏ hả, cây nhãn sụn kìa. Nó ngã vô đây trơn. Thôi không có trái á, chứ mùa này mà có trái gặp trời mưa này thôi thua luôn. Rụng tờ lưa hết trơn á. Trời mưa thấy không khí bắt đầu nó mát mẻ không, yên tĩnh. Có mấy con gà kìa. Đang ghĩa lòng, ướt quá chữ gửi lại ghĩa lòng. Trong đây mấy cái chòi nhỏ nhỏ nhóc chân là không chịu vô. Không, nhiều khi nóng nực quá gà tắm mưa luôn mà gió mát á. Chắc vài bữa nữa chắc đặt chấm lương được rồi, tụm gà thấy cũng có mưa lây gai nè. Mà mưa vậy lạng quạng chứ chiều chiều á, là hết mưa, hết chuyển là bắt đầu là nắng, hồi bức lắm. Nhưng giờ thời điểm này nghĩ cũng chưa hẳn vào mùa mưa đâu. Vậy mấy cái gà để ý rồi, nắng nóng quá nó bốc hơi lên, nước lên mưa vậy thôi chứ tôi nghĩ cũng chưa đâu. Nếu vào mùa mưa nó đâu còn nắng nóng như vậy. Mùa mưa mấy năm về trước á, là vào mấy tháng mùa mưa này là thôi tối ngày không làm chân, tối ngày trong nhà ăn ngủ nhớ một lần rồi nha. Chơi lô tô. Nhớ năm nào rồi? Năm nào tối ngày chơi lô tô không á? Năm bảy con phụ rồi nè. Mẹ mình á, mưa quá trời mưa, mưa tới từ tối tới sáng, sáng tới tối luôn à. Đâu có làm gì được. Cái mưa dầm mưa về á. Nhà đàn nước mở nhạc gì ta? Mưa nó không làm gì yêu đời dữ. Hai cái dừa khô để mà đừng hái. Mới nằm ươn cây rau trồng. Mà dừa này nó hơi cao quá mới sao nè. Dừa này được cái nó uống nó ngọt luôn cây dừa này nè. Gá nó mỏng mà nước nó nhiều mà nó ngọt nữa. Cái dừa đó trái bành bành vậy đó. Nhưng uống nó lạc nó không ngọt bằng. Mà cái điều cái dừa này giờ nó hơi cao quá trời với giống dừa này nè. Bây giờ ở dưới quê ít ai trồng dừa cao nữa, cái giống lùn 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 khoảng mét mét mấy không à. Để ta hái tiện á. Đó vườn mình đây toàn là dừa không à. Bên mình bắt tư tùm lum dân toàn là dừa không đó. Rồi sau này canh tác ra mới trồng cây nhãn, cây táo rồi này các kiểu. Chứ mình nhớ hồi đó lúc mà còn nhỏ ở đây toàn là dừa không à. Giống như kiểu xứ dừa không che đó. Cầm dừa giờ bán cũng ngon lắm mày. Đỡ tốn công sức hơn nữa. Hái dừa nữa hả? Dừa thì bao. Nãy giờ mẹ mình mới cũng mới xử xong con gà rồi đó. Gà bây giờ thấy cái đa số nó lai nhiều rồi. Lai nhưng mà ý là cái da nó sụt sụt.
Cái gã, cái gã chín gốc nó đâu bự dữ vậy. Gã mà hành thuốc bắc này nó bổ lắm, chứ con thu như cũng có làm rồi phải. Thì vẫn còn ấm u gà mì. Mưa này ngủ ngon, ăn cơm cũng ngon nữa. Mẹ mình ra bà hái trái dừa sát bên luôn, tiện lợi ra. Cái dừa mình kia trái mới nhiều, cái dừa này trái cũng nhiều nữa, mà tại do sát nhà nên tiện lợi nó hái trước ăn trước, bởi vì trái muốn hết rồi nè. Có cây dừa lửa mà đó nó trái mới giữ. Mẹ xây vòng tròn đó, cái gì nghe ớn trời. Mấy cái bạn kia cũng rụng quá, thì rụng rồi bọn không kịp luôn. Mấy mặn xanh rồi đó, trái quá rồi, trái nó rụng nằm dưới lá dưới đất rồi, ngự dân. Đây cái mặn đỏ. Lâu ba hái gửi lên mấy đứa cháu trên Sài Gòn đồ này nọ, chứ dưới đây đâu có ai ăn vậy. Giờ thằng Lực ếch nhiều chuyện, bánh nó cũng có mặn, nó cũng là miếng ăn nữa. Ủa Thu mới quay quay lại nó đâu mất tiêu ta. Rồi mày chặt cái tao nhúm lửa hả Thu? Ai chặt? Ai chặt cái tao nhúm lửa cho? Mẹ nhúm lửa đi cũng được mà. Nhúm lửa mà cái bếp này. Cái gì ra nhà mình củi là bao. Trồng cây ăn trái nè. Bởi vì củi lúc nào cũng có chứ. Mới chắc ngoài cửa ngoài nữa kìa. Để dành đám tiệc đồ. Giờ là công đoạn ướp gà. Củ là cải đỏ có trắng gì không? Đổ trong chén hả? Cái hũ ở phía trong á. Cái càng ở trong á mà. Trên đó mà cái hũ nhóc trơn mà. Ớt mà đập dẹp ra vậy hả? Trời ơi, mới nói nhắc tới cái ớt này mới nhớ tới lẩu cái gì à. Lẩu gà ớt hiểm. Công nhận cái món mà lẩu gà ớt hiểm cũng ngon thiệt bạn. Để nguyên trái vậy đó. Mấy chục trái vậy đó. Nhiều lắm. Lẩu gà ớt hiểm mà nó nồng nồng mà thấy ớt cái đóng lèn chứ ăn thật sự nó có không cay không? Tại mình không có đập ra. Ít cà lo vô. Cái gì nữa? Bột ngọt. Hết nó cái chút chút. Nhiều quá ăn mất trí nhớ luôn. Này là muối. Đường phèn. Hũ nấu thường thấy để đường phèn quá. Nó là không có để đường phèn trời. Không có giống như là đường phèn á, nó kiểu nó ngọt thanh, nó dễ nấu hơn cái kia, nó ngọt ngọt gắt á, nó ngon. Xới qua xới lại, massage qua massage lại cho thấm luôn. Mình nói mẹ mà cũng đang nhóm lựa. Mấy củ nhãn nhỏ trái dữ lắm trái.
thù nó nhúm mấy ba thì chơi bằng cái đèn, cái đèn khò mẹ mình mới cho cái đèn dầu. Ở cái cây xăng trong chợ còn bán mày, tao thấy lâu quá rồi, nó đóng cửa mày. Nghỉ luôn tới giờ luôn đó ta. Anh muốn đổ xăng là chạy vô đường trong bụng mình đó. Trời ơi, trời. Em đổ trong đó không chứ đâu. Muốn đổ xăng chạy cũng hơi xa rồi bạn. Tốt cái đường xuống nhà nè anh hai con rể bác tư á, chỗ mà lúc trước bình thường đi bắt chuột rồi á. Đâu rồi? Đâu? Xăng nó miễn lâu luôn. Cái đường đó phải đường xuống anh hai, cái đường dưới bụng mình đi thẳng chỗ ở đường cũ á. Là tới đó là bắt đầu nó đã có cái đường chặn cái cầu rồi. Lâu quá tao không có vô đó. Nói chung là anh đi cái đường ruộng cũ của mình là cái chỗ nhà máy sáng gì vậy, cái gạch tư gì. Ở chỗ gạch tư đó là nó đã chặn rồi, ngang đó cây xăng còn dưới bên này. À cây xăng xúc ra. Nhớ rồi, nhớ rồi. Tôi nhớ cây xăng đó rồi, cây xăng đó rồi xích ngoài. Vừa qua cầu chạy xả xíu. Bây giờ họ xây đường cao tốc bạn, rồi đường họ chặn tùm lum tùm la chứ, nhiều khi 1 2 tháng không vô đó là mình không biết đường đi á. Giờ đường cao tốc nó xây ra rồi xong rồi đó, rồi nó đâm mấy cái đường dân sinh đồ này nọ cắt kiểu không, bây giờ đi thôi không quen là đi chạy vòng. Mình nhớ làng mình với đại ca Khang vậy đi thăm mấy cái bãi gắn á, vậy trời ơi chạy vòng địa bàn đây không mà đi lúc khoảng tháng không đi á, là mình đi là khoảng không biết đường á, chặn đường tùm lum chứ. Còn muốn ra ngoài cái tàu phải chạy tút qua cái đường kia, đường cầu sắt đỏ gì đó. Trời ơi, chạy chi tới ngay chỗ chợ mình đó, chỗ đường ra cái tàu lên quẹo lại đằng kia chút xíu tới rồi, chút xíu à. Ngay chân ngang khu nghiệp cái tàu hả? Khu công nghiệp gì, cái đường anh đi mà anh đi ra ngay chỗ từ cái lột cái lột cái đường nhỏ nhỏ đó biết không? Đường quẹo trái liền, quẹo trái liền á. Thì biết gọi thì tao nói cái cầu đó cầu quan đó, cầu sắt đó. Đâu là tới làng kia dữ vậy? Từ đó anh chạy làng kia có chút xíu à, ngang cái nhà của con ngon đó nè. Hả? Ở chỗ đó có đường có ở bên kia đường á, xéo xéo đằng kia. Chứ dám nó nói cây xăng lẻ lắm mà. Thì cái xăng lẻ. Đâu phải cây xăng lẻ, cây xăng giống như mấy cây xăng mình đổ đó. Xăng lẻ là sao? Cái xăng mà nói sao ông Khang cũng thường đổ xăng cũng chạy lại đằng cái gần cái chỗ mày gần hai con cái mạnh bên đây nè. Thì tao nói đó, cái xăng đó đó. Tại nói tới cầu cây sắt, cây sắt đằng kia xa đúng không nội. Bên đây mà chạy ra mà phải đi đó lại mày bọc cái tàu bọc ngược vô. Đâu? Nó ngồi cãi mày xanh tử lửa mày. Trời ơi. Mẹ biết nhà ngon quá mà. Biết. Bạn nghe cái đường đường nhỏ nhỏ của mình nện quẹo trái cái anh chạy chút xíu chưa đầy 5 phút nó tới rồi anh hai, thiệt luôn á. Mày ra nó chạy chưa? Vừa ra cái đường nhỏ của mình luôn, là ở bên đây là chợ cái đầu chợ mới phải không? Anh quẹo lên đây bên tay trái á, chạy chút xíu là tới mất tiêu rồi. Thì tao nói cái cây xăng đó trời, từ cây xăng đó mày chạy là cây cầu, biết cây cầu quan không? Cái cầu quan đi chỗ gần hai con cá mạnh gì nữa, cái xăng mày nói gì? Chỗ hai cá mạnh ở đó. Nhưng mà ông nói cái cầu hoài, cái cầu kia là không phải cầu chỗ đó là cầu đó là cầu. Ý tao nói mày trong đây mày chạy ra nè, mày chạy cái, nếu mà mình nói cái xăng đó thì mày chạy bọc cái tới chợ cái tàu rồi mày bò ngược trái quẹo trái vô đường sổ vô sổ chậu chứ đâu. Thì khoảng cách thì thay vì mày chạy đây mà đâm cái tới ngã ba đang ngoài đó thì mày quẹo trái rồi mày đâm ra cũng ngay khoảng cách đó chứ gì. Vậy à, gần khỉ khô á, mày tại cái ngã ba đó mày bẻo trái rồi ra thì cũng khoảng cách cũng gần vậy à. Nếu mà mở mà cái tàu đi vô thì mày nói cây xăng của mày đúng là gần thiệt, còn ở trong mình mày chạy ra thì cây xăng tao nói á, nó cũng tương đương cái đó à, gần cũng gần cái đó. Thấy cái tàu lại kia nó gần hơn, cây xăng mới nó mới mở sao? Cái xăng nó tao có đổ hoài mà. Rồi cái miệng thu linh thiệt chứ, mưa tới nữa gì vậy? Đâu, nhưng mà trời chuyển cái này là từ đây nó chịu còn mưa nữa. Chưa trưa này không mưa nữa. Trời quốc nó mưa gì bà, ổng xả phân trôi trơn rồi. Phân luôn khi mình gãi mấy cái ổi này lâu mới xài. Tại ổi thì ít xài phân thuốc lắm. Lâu mình gãi là mình phải tưới nước sơ qua thôi. Sao phân nó gãi là tự thấm xuống gốc á. Ở đây
Còn mưa lớn cái này nó trôi tùm lum tùm la vậy á. Ở đây có mưa đâu mà dính chém luôn hả? Nhắc tới mấy cái vụ màu phân mà nó trôi như này mà nhớ hồi đó trồng thơm không? Trời ơi. Lúc đó trường thu rồi, không thu nó chưa ra đời quá. Cũng mấy đầu cũng trồng mấy cây thơm mà, thơm chứ không phải là khóm nha. Không thơm khác, khóm khác à. Trái nở 9-10 ký, mười mấy ký không mấy cô chú tin nổi không? Một trái thơm á. Lúc đó trồng nhãn rồi gãy phân nhãn rồi nó trôi phân xuống mấy ngoài gốc nhãn nè rồi nó thấm vô mấy cây thơm nó tốt quá. Bởi trái nào trái nấy thánh ăn thiên đụng ơi, trái nào nấy mấy cô chú thấy ấn lạnh luôn á, 4-5 người ăn không hết á. Khóm mà đem bán là nó hơi rượu, nó hơi rượu hết à. Thơm thì thường nó vàng một mắt hai mắt là mình bắt đầu mình ăn được rồi, nó khác khóm. Nó mà để vàng quá rồi trong hơi rượu chứ. Thu tỉa cành tỉa bông gì hết, củ cải đỏ xong tới củ cải trắng. Hai thu ơi, bắt xào đi thu ơi. Mua có hai củ mà chứ đâu có nhiều. Nó tỉa bông hướng dương bà bông nhái của nó. Nhái đồ nhái. Giờ là bắt nồi lên. Đâu là liếm cung tay cung chân không chạy. Bữa nay để mẹ không chế một hẳn dầu luôn rồi. Nói hồi chế hết nguyên chai dầu à. Cái này mình xào hồi cái mình để hành tím á với ớt vô mình xào trước cho nó thơm. Đập giống như to to mà dẹp dẹp giống vậy nè. Hồi á có ăn á cũng dễ, gấp mình ăn á. Nó ngọt, nấu lẩu mà thả hành lẩu ngọt mà thả hành tím vô nó ngọt, nó thơm nữa. Nó thì nó là để tay nó bóc một lum nha. Ở quê mà ở quê là cứ làm nhanh gọn lẹ là được. Để luôn. Nói sợ. Nói sợ. Xong rồi hồi cái để gà vô cái mình xào cho nó săn lại là được. Rồi. Quá trời quýu rồi. Quýu quá. Quýu. Ở quá chặt chịu chứ. Xào. Thơm ghê. Mới chút xíu thơm ghê. Rồi đây bên hai mình chặt dừa. Cái dừa mình nấu dữ lắm lúc. Bên đây còn có con trái một. Hết luôn rồi. Trái này đủ lỗ mày. Không đủ mình thêm nước mình vô. Cái này nước nhiều lắm à. Cái này là nước nhiều hơn cây ngoài kia. Cây này vậy chứ nước nó cũng ngọt hơn nữa. Công nhân mẹ ơi, trồng mấy dừa này, cây nào nó trái cái vỏ không chứ giờ ráo một chậu á nữa. Dừa này đó sinh nó đau quá. Dừa này không mấy người nào không quen dễ chặt dễ bị phạm vô ráo mà. Vỏ chặt, khét à. Chặt chút xíu mà nó tới trong rồi nè. Trời mỗi lần ông phét cái lỗ thì thấy tự ái dễ sợ luôn á. Dừa thôi chơi, cái lỗ chà bá lửa nó chảy lùm hết trơn. Đổ vô cái thau đó đó mẹ. Hết chứ. Đổ vô thau luôn. Lẩu mà. Đổ thau đâu. Ừ. Thau bự dữ. Trời ấy ở đây đi, không mấy thì miếng kho thịt. Tại sao không thấy cái lỗ bự bự giống nào ta? Mình nghĩ anh... là để chế vô cái nồi luôn. Anh khoét đó. Lúc nào cũng khoét á, ổng làm gì ổng khoét cái dừa để đi chặt trái đa phần luôn. Lúc nhỏ nào cái lỗ nó mừng mày. Cái lỗ nhỏ xíu à. Cả nửa tháng trời thì mới hết được trái dừa. Bạn biết khoét lỗ bự bự chứ, tưởng chế vô cái nồi vậy. Trời ơi, thiệt á chứ. Rồi ngủ nhất đi rồi thức dậy. Ngủ nhất đi rồi thức dậy rồi dừa nó xong. Gà mình đây mình muốn săn rồi nè. Mấy này là nấm đông cô. Nấm mày săn cho mẹ chế vô đại đi mà. Thôi thịt đi xong rồi chế thêm nước vô mà. Còn con nhận có tỏi vô mình đứng xa xa nè, nó mũi giật bật bật bắt đầu bụng kêu ót ác ọt ẹt quá. Nó bụng rồi. Trời mưa này mau nó bụng quá.
Trời nắng nóng thì ăn uống nước không cái cũng no bỉnh. Nãy mày món nấu món gì món gì tôi quên rồi. Gà ác nấu lẩu nấm hả? Lẩu gà ác nấu nấm. Hơi sai sai sao mà. Gà ác nấu lẩu nấm thì đúng hơn. Nó dằn hơn. Ngôn ngữ Việt Nam đôi kia nó cũng phức tạp, bạn cũng nhiều nghĩa lắm. Hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn. Giờ cho nước dừa vô luôn mà. Món này là bạn ăn là căng bao tử luôn mà. Trời mưa là ăn cơm nó ngon. Cho nước dừa vô sau khi thịt gà nó đã săn rồi. Cho ít nước lọc vô nữa. Vậy là chờ đợi chút thôi. Sau khi khâu bưng lên rồi bắt đầu mình cho củ cải đồ vô. Cải trắng luôn, cải trắng ăn sắc hơi dày hơn củ cải đỏ. Hấp dẫn chưa các bạn nào, chảy mồ hôi lưỡi chưa? Cái trứng nó bị bể ra cho nên nó không độ 100. Để nó nắm bồng vô. Sợ nó lâu trứng. Mà bắt anh biết mất công ăn lâu. Mấy năm kia thì nhúng được. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Xin lỗi chịu không nổi với món này. Ủa, món này mấy cái chú nào mà lai gai phải không? Lai gai dưới đế thì thôi cầm lòng sao cho đậu không biết nữa. Vậy đợi chút nữa thôi, lụm gạo. Mẹ mình mà cũng đang đâm muối ớt. Giờ bắt đầu ông Thu nêm nếm nè. Đem ra chiến đấu thôi bà con cô bác ơi. Trời bắt đầu mưa tiếp nữa rồi, lâm râm cái hộp tiếp tục. Trời mưa này thì liên tưởng tới cái cảnh mà hồi xưa thời mà cá khô quẹt rồi ha, khủng hỉnh được. Kho tiêu gì đó hái ra sau vườn hái mở gạo và luộc hay nấu canh ăn cơm. Giờ nhắc xuống thôi. Bách phát bách chúng. Tại sao ghẻ thịt nó lại đen? Con này trứng nó đen lắm nè. Ghẻ chứ gà bi ru á. Mà ngộ hay nghĩ cũng ngộ thiệt chứ mấy gà nào mà da đen đen lại ngon ngộ nha. Da nó sực sực sực. Da nha, sực sực đá gì đâu đã. Gà giờ mà mình nuôi cho ăn bánh mì không? Bánh mì ta cho. Bánh mì ta làm lò bánh mì đó dư nhiều đó, người ta cho. Về bả cho gà ăn. Vậy là xong món gà nấu lẩu nấm. Giờ dọn lên chiến đấu thôi. Nãy giờ cũng đói bụng quá, trời đói bụng rồi. Trời mưa thì sao nó bụng tử nó cứ hẹt hoài. Giờ dọn lên ăn thôi cả nhà ơi. Cho ít rau rồi vô. Ăn thu nó sáng thì chợ mua chắc 2.000 bún. Đâu mua tới. Toàn ăn cơm không à. Cơm không ai ăn bún hết trơn á. Chín rồi mà, rau rồi, cái rau cần đó ấy ăn liền đó, nó ngon lắm, cũng để chín quá. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cái này nguyên trái dừa luôn á. Bao ngọt. Mời cả nhà nha. Ừ.
thử ăn gà dai cái nào. Nhất là khoái nhất là ăn cái da giòn xì 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 xì. Nãy tao làm mà không có thấy cái da nữa. Da nữa. Mời cả nhà nha. Đó. Quá ngon. Cụ trong những cái da da đã gì đâu đã. Ngay gộp 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 gộp. Nhà mình lúc nào cũng ăn cơm bạn, lúc nào cũng nấu cơm kế bên chứ. Mà đa số mình thấy mấy người ở dưới quê thường họ thích ăn cơm hơn, chắc bụng hơn, là đi làm vườn rồi này nọ đỡ đói. Chứ sáng quất cô cháo ra làm vườn xíu là đói bụng chịu không thủng. Mời cả nhà nha. Thấy một hồn là đang nắng trồng nhiều cái cây nó cầu bỏ trên rồi chặt. Không được cái nào giờ tôi thấy cái còi cọc gì là tôi bỏ luôn rồi. Chẳng thấy còi cọc chờ. Còn cái gì vậy cho bái gì vậy mày? Mình tròn á. À. Thì là đó. Để ông lên mô cao cao vừa như trồng trồng riêng cái gì. Công nhận cái nồi lẩu này nước dừa với thịt gà rồi nấm rồi nó gà là nước ngọt ngay luôn, ngon ghê. Nhà nắng này
Thôi sẵn đây mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn cả nhà clip sau. Trời mưa lạnh lạnh này nấu món gán nấu lẩu mà nấm này công nhận ngon thiệt bạn. Ăn công nhận bao ngon luôn á. Chào nhà, hẹn cả nhà clip sau nha.